Xin chào các bạn, hôm nay sẽ mình sẽ làm một video riêng về cách chia sẻ cách hóa giải trong cung hôn phối vợ chồng xấu khi gặp phải cung tuyệt mệnh ngũ quỷ này, họa hại tuyệt thể này, dư hồn lục sát này. Các bạn có thể lên mạng và Google tra là khi phối khí cung ấy, thì nó sẽ ra được cho các bạn khi mà từng năm mình sinh năm nào và khi cung như thế nào, và khi các bạn phối hôn với tuổi năm sinh bao nhiêu sẽ dính cái gì, phạm ngũ quỷ này, hay là tuyệt mệnh này, hay du hồn lục sát này, hay hỏa hại tuyệt thể này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chia sẻ video này về cách hóa giải giảm bớt cái xấu trong cuộc hôn nhân vợ chồng nhé. Okay. Bây giờ nói về cung tuyệt mệnh trước đi, đại cung kinh của trong hôn phối nhé. Thì bây giờ các bạn có thể dùng thiên y hướng nhà, thiên y này, hướng bếp này, thiên y này, ngày giờ cưới hỏi thiên y để chế hóa cung tuyệt mệnh. Còn đâu bảo ngày giờ, muốn tìm ngày giờ các bạn phải tìm về bên lịch, về bên lịch và hướng dẫn lịch chọn ngày theo phi cung ấy, thì nó sẽ có từng ngày nào, ngày giờ nào thiên y này. Nó sẽ không giống giống lịch âm bình thường đâu, quyển giống bản lịch hay là những lịch ngũ hành khác nó sẽ không giống đấy. Các bạn có thể lên mạng xem khả năng sẽ có tìm thấy là cách chọn ngày theo phi cung ấy, thì nó sẽ có. Khi bạn đối chiếu mình thuộc cung phi gì mà phối hôn thuộc cung phi gì ra tuyệt mệnh, thì các bạn có thể dùng thiên y, ngày giờ cưới hỏi cũng như hướng nhà và hướng bếp để chế hóa giải bớt đi nhé. Khi các bạn phối hôn mà phạm vào ngũ quỷ chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn hướng nhà sinh khí này, hướng bếp sinh khí này, ngày giờ cưới hỏi sinh khí để chế hóa giải cung ngũ quỷ hạn đấy. Còn đôi khi các bạn cưới hỏi phạm vào họa hại tuyệt thể chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cung phụng vị, hướng nhà phụng vị này, hướng bếp phụng vị này, ngày giờ cưới hỏi phụng vị để chế hóa giải cung họa hại tuyệt thể. Khi các bạn dùng dính vào du hồn lục sát chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng liên liên hay là gọi là phúc đức cũng được, phúc đức chế du hồn lục sát, hướng nhà phúc đức này, hướng bếp phúc đức này, ngày giờ cưới hỏi phúc đức này, để chế hóa giải du hồn lục sát. Đấy là cách hướng dẫn các bạn có thể chọn trong ngày giờ cũng như hướng nhà hướng bếp để chế hóa giải bớt trong cung hôn phối thì xấu thì khi phối hôn phạm phải. Còn đâu các bạn có thể chủ yếu là phúc dày, phúc của hai bên gia đình, gặp được nhau nên duyên vợ chồng cũng là phúc của hai gia đình. Thì đấy là xem là phúc thật, phúc lành hay phúc thiện hay là phúc dữ, phúc an đấy. Khi các bạn phúc đã đủ dày thì cũng chẳng sợ cái gì cả, mà khi mà phúc mỏng thì cần một tí tai họa là mình sẽ không gánh được đâu. Còn đâu muốn bồi bổ cung phúc thì sẽ có rất nhiều cách, có thể là mình làm việc thiện này. Mình làm việc thiện như kiểu có nhiều cách mà, có thể góp tiền góp gạo rồi góp đồ dùng chăn màn quần áo cho những nơi chạy trẻ mồ côi, chạy những táo, những nơi nghèo khổ vùng núi vùng suối vùng núi sâu xa, có thể làm đường làm trường làm trạm, có bao nhiêu mình giúp bấy nhiêu, không nhất thiết phải giúp nhiều đấy. Tấm lòng mình được bao nhiêu thì sẽ giúp bấy nhiêu, nó đánh tính tấm lòng thiện của mỗi con người mà mình làm được bao nhiêu thì mình biết bấy nhiêu. Cũng có thể phóng sinh này, phóng sinh thì nên phóng ngưu vua ốc ếch thôi, thì những cái đấy thì người ta bắt ở sông sẽ không giết hại những sinh linh khác. Khi các bạn phóng chim này thì những người đi bắt chim ấy, người ta sẽ bắt chim mà lúc đấy người ta cứ đánh bẫy thôi, phải không? Thì người ta bắt có thể lúc đấy con chim mẹ đang nuôi con, chim bố đang nuôi con chẳng hạn, thì những người ta bắt đi rồi thì các bạn phóng sinh ra đấy thì những cái sinh mạng của chim non kia là không có cha mẹ nuôi là sẽ chết đấy. Nên là các bạn hạn chế phóng sinh bằng chim, không nhất bầu phóng sinh để làm việc thiện, thì không phải là phóng sinh mà việc thiện đâu, cái nào phóng sinh tốt thì mình mới làm việc thiện được. Mà đây mình đi mua chim mà người ta đã bắt chim mà là chim non sẽ chết đấy, là cũng là mình mua người ta mới
người ta mới có bán, đi bắt để bán, không mình không mua thì người ta chẳng bán cho ai được, thì người ta lấy đâu mà bán, phải không? Còn đâu người ta bắt phải thịt phải ăn như đấy thì còn không nói nghiệp sát sinh đấy, người ta phải chịu, không tính như đấy thì người khác mỗi người phải chịu ở đấy. Còn đôi khi mình mua phóng sinh ấy, nên mua cua, trai, nghêu, ốc, hến, những cái đấy thì người ta bắt ở sông thì nó sẽ không liên quan đến trai nó quan quan non bạn nào, nó không ảnh hưởng gì. Khi các bạn có thể mang cái đấy ra phong sông phóng sinh, cái đấy cũng là một phần phúc phúc thiện đấy, có thể giúp được những người già neo đơn ở nơi mình sinh sống, cũng như rất nhiều trại trẻ mồ côi cần thóc, cần gạo, cần áo, tiền bạc để nuôi dưỡng các bé sinh lớn. Đến các bạn có bao nhiêu các bạn làm phúc bấy nhiêu, chứ một các bạn đi cúng đừng có nói đùa, cúng ai cúng mà giàu được thì ai cũng cúng rồi, em nói thẳng thế. Mà bộ cúng mà phúc thiện là cũng không quá đâu, thì khi mình cúng cầu cúng cho gia tiên để phần an ổn gia tiên, ra vong linh gia tiên thì mình gọi là tạ đất tạ cát các thứ để cho an ổn thần linh như đấy thôi. Còn đâu mà bộ cúng đại niệm là khó lắm, tại vì chỉ khi nào mình làm phúc trực tiếp thì bắt đầu phúc của mình mới tăng dần lên thôi, nó chỉ tích lũy dần lên chứ không phải là một phát ăn ngay là không có, nó tích lũy dần dần, đời mình không hưởng, đời con mình sẽ hưởng. Còn đôi khi mình đã làm nghiệp ác, nghiệp của mình sẽ phải gánh, nhân nào quả đấy không ai tránh được cả, luật nhân quả bảo không có là sẽ có, không ai tránh được trước hay sau. Khi mình phúc nó dày thì mình làm ác, nghiệp của mình vẫn chưa bị gánh, nhưng mà khi hết phúc nó phát nghiệp quật ngay không tránh nổi. Còn đôi khi mình đã phúc ít mà mình chỉ cần làm một điều ác sơ sẩy mà phát là mình sẽ bị họa ngay lập tức. Nghiệp ác nó sẽ đánh trực tiếp về phúc của dòng họ cũng như phúc của mình, không thể tránh đi đâu được. Còn đâu việc tốt cũng không thể là ảnh hưởng đến phúc của mình và phúc dòng họ. Khi mình đã làm việc thiện đủ nhiều tích lũy dày thì mình sẽ được hưởng phúc. Còn đôi khi mình đã làm điều ác thì mình phải bắt buộc phải chịu tội. Khi mà tội giết người bỏ tránh thoát là khó, tội giết người là tội nặng nhất trong ấy rồi, đánh trực tiếp về phúc chứ phúc sẽ giảm nhiều chứ làm sao mà gánh được, làm sao mà vượt qua được đấy. Còn đâu mà cung vợ chồng cái bầu tuổi xấu thì cũng chỉ có một phần thôi, còn do cách ứng xử cư xử của hai vợ chồng cũng như hai bên gia đình ấy chứ. Nên là các bạn có điều kiện làm phúc làm thiện thì nên làm phúc làm thiện, phóng sinh thì phải biết cách phóng sinh, không nhất thiết phải mua chim. Mua chim người ta sẽ bắt chim thì sẽ tạo nghiệp, mình sẽ vừa tạo nghiệp thêm. Còn đâu mình có thể mua chai nghêu sò ốc hến những thứ ở ấy, những con ở dưới sông ấy, đấy hoặc cá cũng được, nó sống người ta ấy thả ra thì mình cũng thả, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thứ như con non của mình, con những con non của các con vật. Chim mình mua chim, chim sẽ lúc đấy người ta bắt chẳng biết có phải chim còn có con hay không, nó sẽ chết rất thảm luôn đấy. Đấy là mình chỉ chia sẻ là cách làm phúc làm thiện thôi. Còn đâu các bạn mà có điều kiện thì hàng mùng một rằm ăn chay niệm Phật được cái thời gian đến tối cặp đọc kinh Di Đà kinh Phổ Môn cho gia tiên hồi hướng, cho gia tiên có thể tạo phúc cho mình được. Đấy là những cách mình hướng dẫn về cách hóa giải trong cung xấu vợ chồng. Các bạn thấy hay thì chia sẻ video và đăng ký kênh nhé. Xin chào mọi người. Giọng nói của mình có thể hơi khó nghe tại vì mình cũng không được sức khỏe, không được như mọi người đấy. Hệ thống phổi với ngực của mình nó hơi yếu nên là giọng nói lắm lúc nó thiếu như hụt hơi hoặc là mà giọng cũng hơi ngọng ngọng nữa. Cái này thì không ấy đấy, bình thường thôi. Nó hơi bị líu lưỡi, khoa nói của mình cũng không hay, không phải như mình cũng không phải là giảng viên hay thầy giáo gì cả, không phải thầy gì cả, mình chỉ thích nghiên cứu và huyền bí tâm linh, mình sẽ thích cái món này môn này thì mình biết đến đâu mình chia sẻ đấy, cũng không phải là khoe khoang hay là cũng không phải giả lại ai cả đấy, mình hướng biết mình sẽ chia sẻ cho các bạn như thế, các bạn đỡ mất tiền đi xem mà xem là chưa chắc đã chuẩn đấy. Rất nhiều khoa xem về hình tướng như tướng mặt này, tướng hình thể, tiếng nói này, đủ cả trên đời, tử vi này, kinh dịch này, tứ trụ này, lá trầu này, chân gà, nói chung là tất tần tật, môn nào nó cũng có xét sở trường riêng của mình thôi. Phong thủy cũng thế, phong thủy âm, phong thủy dương, hướng nhà hướng cửa đủ kiểu trên đời cả, thì mình sẽ không nghiên cứu nhiều những cái đấy thì mình sẽ không chia sẻ được. Khi nào mình biết đâu mình sẽ chia sẻ đấy đâu. Xin chào mọi người nhé.